Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam sẽ thử nghiệm trên người. Vaccine COVID-19 là dự án khoa học công nghệ cấp quốc gia do Bộ Y tế đặt hàng đáp ứng tình trạng khẩn cấp quốc gia sử dụng cho cộng đồng. Đây là dòng vaccine cúm nên thuốc có tác dụng miễn dịch trong khoảng 1 năm và phải tiêm nhắc lại. Theo liệu trình, mỗi người từ 12 đến 75 tuổi cần tiêm 2 liều cách nhau 28 ngày. Tiến trình thử nghiệm vaccine trên người được thực hiện như sau. Giai đoạn 1, từ tháng 12 năm 2020 sẽ tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên 1 đến 2 người đầu tiên trong nhóm tình nguyện từ 18 đến 50 tuổi, chờ phản ứng và xác định tính an toàn trong 72 giờ đầu. Sau đó sẽ tiêm tiếp cho 18 đến 19 người. Như vậy, tổng số người được tiêm thử nghiệm của giai đoạn 1 là 20 người. Thời gian thử nghiệm lâm sàng của giai đoạn này từ 2 tháng rưỡi đến 4 tháng. Dự kiến hết tháng 2 năm 2021 sẽ hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ triển khai thử nghiệm lâm sàng vào tháng 3 năm 2021. Ở giai đoạn này, vaccine COVID-19 do Việt Nam sản xuất sẽ được tiêm cho 400 người với độ tuổi từ 50 đến 75 tuổi. Riêng đối với trẻ nhỏ và người lớn tuổi sẽ được sử dụng các sản phẩm xịt mũi và nhỏ mắt. Đại diện Nanogen cho biết, gần 6 tháng qua, hàng chục chuyên gia của đơn vị đã ngày đêm chạy đua với thời gian để tìm ra vaccine phòng chống đại dịch COVID-19. Trước khi thử nghiệm lâm sàng trên người, vaccine này đã được chứng minh an toàn khi thử nghiệm trên các loại động vật như khỉ, chuột nhắt, hamster. Sản phẩm trước khi đưa ra thị trường phải trải qua khâu kiểm nghiệm rất chặt chẽ. Từng khu vực đều được các chuyên gia theo dõi kỹ lưỡng. Phòng HPLC là nơi kiểm nghiệm chất lượng vaccine trước khi ra thị trường, dùng để kiểm tra độ tinh khiết và các chỉ tiêu về thành phần của vaccine. Sau đó, vaccine sẽ được kiểm nghiệm kỹ các tính chất như độ pH, độ an toàn vô trùng của vaccine để tiến hành thử nghiệm. Khu vực pha chế vaccine có 2 thùng pha chế dung tích 200 lít và 150 lít. Ở đây, vaccine vào và ra đều được đi 2 phần riêng biệt nhau và được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại khu vực sản xuất vaccine của công ty Nanogen. Đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam tiến hành thử nghiệm vaccine COVID-19 trên người. Vaccine này được phát triển trên công nghệ tái tổ protein, được kỳ vọng là sẽ đáp ứng trong nhu cầu của bối cảnh hiện nay. Ngày 10 tháng 12 năm 2020, thì công ty Nanogen sẽ phối hợp với các cơ quan y tế để tuyển tình nguyện viên thử nghiệm trên người. Và ngày thử nghiệm dự kiến là ngày 17 tháng 12 năm 2020 tại Học viện Quân y Hà Nội. Sau 35 ngày thử nghiệm ban đầu trên người thì sẽ có kết quả đánh giá về loại vaccine này. Ngoài nghiên cứu chế tạo vaccine, công ty dược Nanogen cũng đã nghiên cứu sản xuất thành công 4 loại kháng thể dựa trên trình tự của 4 loại kháng thể được phân lập từ các bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi. Từ đó, bào chế thành 2 loại sản phẩm gồm tiêm và xịt dùng trong điều trị COVID-19. Sản phẩm này trong nghiên cứu có khả năng khóa được nhiều vị trí ngăn virus xâm nhập vào tế bào qua đường mũi, miệng. Ngoài ra, công ty cũng đã phát triển xong và có khả năng sản xuất chế phẩm SCFV và PEG-SCFV kháng RBD của protein S của SARS-CoV-2. Quy mô sản xuất là 10.000 liều một tuần, loại liều 2mg. Hiện tại, năng lực sản xuất của Nanogen vào khoảng 2 triệu liều một năm. Tuy nhiên, sang năm 2021, nếu các bước lâm sàng thành công, loại vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam này sẽ được sản xuất với quy mô 50 triệu liều một năm.